Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Dạy kinh doanh online, Ngọc Trinh bị dân mạng mỉa mai kiến thức cũ kỹ. Dạy kinh doanh online có giáo trình bài bản, Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. Nhiều người đặt ra hoài nghi hình ảnh cô giáo Trinh có phù hợp với cô nàng. Ngọc Trinh vẫn luôn là cái tên gây sự chú ý mỗi khi xuất hiện và ngay cả lúc tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật vì ảnh hưởng của Covid-19. Mới đây, cô khoe đạn clip tạm rời xa hình ảnh quyến rũ của một nữ hoàng nội y, thay vào đó khoác lên mình bộ vest lịch sự trên cương vị làm giáo viên dạy kinh doanh online. Hơn nữa, còn chỉnh chu đến mức có cả giáo trình theo các bài và các chủ đề rõ ràng. Sau khi bài 1 với nội dung kinh doanh online cần có đạo đức, cô nàng tiếp tục đi đến bài học thứ hai, cách lập và đặt mục tiêu. Cũng giống như lần hướng dẫn trước đó, Ngọc Trinh đã đưa ra những kinh nghiệm và bài học trên cương vị là một CEO. Cô chỉ ra những dẫn chứng, lập luận về các sai phạm trong việc lựa chọn mục đích kinh doanh. Ngọc Trinh phân ra 3 mục đích chính của kinh doanh là kiếm tiền, hưởng thụ và được ghi nhận là phải đảm bảo được 3 yếu tố, định lượng, khả thi và có được khả năng điều chỉnh. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn kể từ khi lên sóng, người đẹp nhận về nhiều luồng dư luận trái chiều. Cô bị học trò mạng nhận xét như học vẹt. Phần hình thức giảng dạy bị xem là không liền mạch, ngắt đoạn liên tục, mỗi phân cảnh nói chỉ vài giây. Bên cạnh đó, phần nội dung được đánh giá là cũ kỹ và không có tính sáng tạo. Hơn nữa, hành động ngồi trên bàn của cô giáo Trinh cũng gây tranh cãi ít nhiều. Khi tập 1 lên sóng vào ngày 19 tháng 7 năm 2021, mặc dù khá tự tin và mạch lạc trong việc truyền đạt các kiến thức của mình đến với các học viên, song cô vẫn nhận được những phản ứng ngược. Rất nhiều khán giả cho rằng Ngọc Trinh không đủ kiến thức để dạy dỗ người khác khi cô nàng chưa học đến cấp 3. Hơn nữa, thực tế đây là đoạn clip Ngọc Trinh ghi hình và đăng tải vào năm 2019, do đó việc đăng lại vào năm 2021 được xem là khá lỗi thời. Là một CEO của công ty được định giá 140 tỷ Việt Nam đồng, nữ hoàng nội y rũ bỏ hình ảnh hở ngược hở xuôi thường thấy, khoác lên mình dáng vẻ chỉnh chu và kín đáo trong bộ vest, đứng lớp truyền đạt các kỹ năng để thành công khi kinh doanh, với kinh nghiệm và gặt hái nhiều thành công trong các lĩnh vực như thời trang, làm đẹp, spa, mỹ phẩm, bất động sản. Có thể cô nàng nắm khá rõ về tâm lý của đối tượng khách hàng và cách đào tạo nhân viên. Do đó, bên cạnh những ý kiến trái chiều, bài giảng của Ngọc Trinh cũng nhận được nhiều hiệu ứng tích cực. Không bị khuất phục trước nghịch cảnh, chỉ học hết cấp 2 và phải bươn chải kiếm tiền từ sớm, Ngọc Trinh dần chứng tỏ được bản thân và là một cái tên không bao giờ ngừng hot trong làng giải trí Việt. Với vai trò là một CEO, người đẹp gốc miền Tây vẫn luôn trau dồi nhiều bài học mới để trao đổi thêm với nhân viên.